bè Hoàng Tuấn Phố, ở dưới nhà bè. Cái khu này là cái khu nhà bè đây. Nó sẽ chạy ra tập thơ 80.000 tí. À gì à, chè Hạch Cảnh gì luôn. Ở đây nhiều người bán chè ghê. Ở dưới nhà bè vắng ghê ha.
Nói chung là sáng sáng nữa đi là bên bà chụp về. Và bây giờ chưa đi được cái chùa đã đó. Nên là chắc là sẽ không có đi qua bên bà được. Tới rồi còn khoảng 2 cây rưỡi nữa là tới rồi. Có cái đoạn đường này đã nè, wow, trời ơi, cái phù này nè, đã không, ừ, khó phát hiện luôn, đã không? Đây về mà biết có gì chắc cũng có chục tỷ phải ít đồng tiền đồng nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, nhìn nè, đã không, wow. Này là gì đó? Ồ, có chùa gì dưới đây nữa ta? Ồ, có chùa gì dưới đây nữa vậy? Chùa Phước gì? Chùa Phước Nguyên. Wow, đẹp vậy? Ồ, view đẹp ghê luôn á. Ồ, chùa Phước Nguyên. Ok luôn, mình đi cử.